Thư Sướng, tài sắc hơn cả Lưu Diệc Phi nhưng lụi tàn sự nghiệp vì phẫu thuật thẩm mỹ. Thư Sướng từng được xem là một trong những đối thủ hàng đầu của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng sau ngần ấy năm, Lưu Diệc Phi vẫn đứng vững ở vị trí sau hạng A thì sự nghiệp Thư Sướng lại lụi tàn đáng tiếc. Giờ đây nàng tinh vệ được yêu mến ngày nào rất hiếm khi có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh. Tài sắc có đủ nhưng không thể nổi tiếng. Thư Sướng sinh năm 1987 tại Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cha mẹ Thư Sướng ly hôn khi cô được 5 tháng tuổi. Hai mẹ con đã chuyển tới sống tại Bắc Kinh trong một gian phòng nhỏ khoảng 8m². Mẹ cô là người làm thuê cho người hàng xóm. Năm Thư Sướng 10 tuổi, mẹ qua đời, sau đó cô sống cùng với chị họ. Sau này khi đã trở thành ngôi sao, Thư Sướng vẫn nhớ những ngày mùa đông thành cổ, rét cắt da cắt thịt. Hai mẹ con thay nhau gánh nước, nhóm củi, đun nước bán cho những gia đình quanh khu tập thể. Tuy sống vất vả nhưng Thư Sướng vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, thích kể chuyện, đọc thơ, yêu ca múa. Sau khi mẹ mất, thời gian đầu cô bé Thư Sướng rơi vào trạng thái trầm uất, đi lại như chiếc bóng. Từ lớp học về nhà là gục đầu vào gối khóc, không giao tiếp với ai. Mọi người xung quanh thấy vậy đều rất đau lòng. Chị họ của cô đã dẫn em đến nhà thiếu nhi Thiên Tân, mong rằng Thư Sướng sẽ sớm hòa nhập với các bạn ở đây mà quên đi chuyện buồn gia đình. Và cũng nhờ có việc luyện tập cùng với thời gian biểu trên lớp học dày đặc mới khiến cho Thư Sướng tìm lại chính mình. Cô bé luyện tập, học, luyện tập miệt mài và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Hoàng Cung Bảo Bối 2001. Sau đó cô được chú ý với vai Kim Mai Lệ trong phim Kim Phấn Thế Gia 2002, đóng cùng Đổng Khiết, Trần Khôn và Lưu Diệc Phi. Thành công của Kim Phấn Thế Gia 2002 là bước đệm giúp Thư Sướng được biết đến. Cô đã được góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ 2003, lần nữa được đóng cùng Lưu Diệc Phi. Cũng trong năm 2003, cô còn xuất hiện trong bộ phim Hoàng Thái Cực Bí Sử và Liên Thành Quyết. Tài năng diễn xuất chiếm được cảm tình của khán giả, Thư Sướng tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc trong những năm 2004-2005 cùng 10 phim truyền hình ra mắt. Những vai diễn trong Tinh Vệ Lấp Biển, Bảo Liên Đăng, Cây Tường Như Ý đều ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt người yêu phim. Cô được kỳ vọng sẽ là một trong những diễn viên dẫn đầu trong thế hệ mới của làng phim Hoa ngữ. Sau đỉnh cao vào năm 2004-2005, sự nghiệp của Thư Sướng bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Năm 2006-2007, cô chỉ có hai bộ phim ra mắt là Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ và Nghĩa Bản Đồng Tâm. Năm 2008 cũng chỉ được chú ý nhờ vai Công Chúa Kiến Ninh trong Lộc Đỉnh Ký. Từ năm 2009 trở đi, sự nghiệp của Thư Sướng bắt đầu đi xuống. Cô đa phần xuất hiện với vai nữ phụ, ít được làm nữ chính như ngày trước nữa. Đóng cùng nữ chính như Viên Sang Sang, Đường Yên, diễn xuất của Thư Sướng tuy được đánh giá cao nhưng lại không thể gây chú ý. Năm 2016, Thư Sướng đóng vai nữ chính trong Lâm Châu Truyền Kỳ nhưng cũng chẳng mấy nổi bật và không được để ý đến. Vai phụ trong Tru Tiên cũng quá mờ nhạt. Mới đây, Thư Sướng lại tiếp tục nhận vai nữ thứ trong phim Đại Đường Vinh Diệu đóng cùng với Cảnh Điềm. Có thể nói, Thư Sướng có tài năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp nhưng cô không thể nào nổi tiếng được. Trong khi những đồng nghiệp cùng thời, thậm chí là đàn em vẫn luôn xuất hiện với tần suất dày đặc thì Thư Sướng lại quá im hơi lặng tiếng. Nhưng dù không nổi tiếng, Thư Sướng vẫn được khen ngợi là một diễn viên có tài, có sắc và đặc biệt là đời tư trong sạch. Fan hâm mộ của Thư Sướng cũng hy vọng rằng cô sẽ nhanh chóng nhận lại được hào quang sự nghiệp như của 10 năm trước đây. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, tài năng ca hát của Thư Sướng cũng phát triển khá sớm. Ngay từ năm 10 tuổi đã tổ chức đêm nhạc tại Thiên Tân và ra mắt đĩa hát. Tuy nhiên hiện tại Thư Sướng chưa có ý định phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Nhan sắc tuột dốc vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Thư Sướng vào khoảng thời điểm đóng Kim Phấn Thế Gia, chuyện nàng Tinh Vệ Lấp Biển 15 năm trước có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy không sở hữu nét đẹp thần tiên như người bạn thân Lưu Diệc Phi, nhưng nhan sắc của cô lại khiến cho người đối diện cảm thấy rất dễ chịu. Dường như Thư Sướng cũng không hài lòng với sắc đẹp của mình, quyết định chạy theo xu hướng V-Line. Những năm gần đây, mọi người luôn nhìn thấy Thư Sướng với gương mặt dài hơn, cằm cũng nhọn hơn. Thời gian trôi qua, gương mặt Thư Sướng dần thay đổi chuyển sang V-Line thịnh hành. Dù không lên tiếng nhưng ai cũng rõ việc cô đã nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để đi theo xu hướng cách đây mấy năm trước. Thế nhưng phẫu thuật thẩm mỹ chẳng những không giúp Thư Sướng đẹp lên mà thậm chí còn khiến cô trở nên già nua hơn nhiều so với tuổi thực. Dù có lên tiếng phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng không khiến Thư Sướng hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi. Không ít người còn khẳng định Thư Sướng đã đụng chạm dao kéo mới khiến cho diễn xuất của cô dần đi xuống, biểu cảm trên gương mặt không còn được tự nhiên nữa. Không công khai tình cảm nhưng bị bắt gặp vào khách sạn với đại gia trung niên. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào con đường diễn xuất, Thư Sướng đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt.
Ngoài ra, cô không thích ồn ào, rất tế nhị và mềm mỏng trong giao tiếp. Người hâm mộ luôn quan tâm tới đời sống quanh cô, đặc biệt là chuyện tình cảm. Suốt nhiều năm lăn lộn trong showbiz, nữ diễn viên chưa từng công khai người yêu lần nào. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ hình ảnh của cô cùng với một người đàn ông tại một nhà hàng lẩu. Điều này khiến cư dân mạng rất vui mừng vì Thư Sướng đã 32 tuổi và đã đến lúc cân nhắc chuyện tình cảm của mình. Thư Sướng bị chụp ảnh đang dùng bữa cùng một người đàn ông tại nhà hàng lẩu. Dù ảnh khá mờ nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra gương mặt của cô. Cả hai dùng bữa tối khoảng 2 tiếng, hai người nói chuyện rất vui vẻ và thân mật. Sau khi dùng bữa, hai người bước ra ngoài cùng nhau nói chuyện vui vẻ và cười đùa trên đường đi. Chuyến đi chưa kết thúc, họ còn lái xe đến một phòng karaoke và đi hát cùng bạn bè tới 5 giờ sáng hôm sau. Trong ảnh có thể nhìn thấy người đàn ông nắm tay Thư Sướng cùng vào xe. Nhiều người cho rằng giữa hai người đang có mối quan hệ tình cảm. Sau đó cả hai đi chung vào khách sạn. Lúc này Thư Sướng đã thận trọng hơn, cô đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Cư dân mạng cho rằng nhiều khả năng người đàn ông trung niên chính là người yêu của cô. Một số dân mạng đã tung giấy đăng ký kết hôn, được cho rằng là của cô cùng với một người đàn ông. Có tin đồn rằng chồng cô là một người đàn ông giàu có, tên Vi Chính Cường, hai người đã chung sống với nhau trong nhiều năm. Trước đây, Thư Sướng từng vướng vào tin đồn có quan hệ tình cảm với Trần Kiện Phong khi hợp tác trong Phong Tỏa Gia Nhân. Ngoài ra, Thư Sướng từng bị đồn hẹn hò với Doãn Đào, đạo diễn các bộ phim Thính Tuyết Lâu, Cẩm Y Chi Hạ. Thế nhưng đến hiện tại, Thư Sướng vẫn cô đơn một mình, chưa công khai người yêu hay thông báo kết hôn khiến fan không khỏi sốt ruột thay. Thư Sướng có vẻ ngoài trong sáng lanh lợi, miệng hay nở nụ cười tươi tắn đáng yêu. Nhìn cô như vậy, ai cũng nghĩ hiện nay Thư Sướng có một cuộc sống sôi động với nhiều niềm vui, những mối quan hệ phong phú, những bữa tiệc xa hoa với những người bạn trong nghề lộng lẫy trẻ trung. Nhưng thực tế không phải vậy, Thư Sướng thậm chí cô đơn hơn những người bạn học bình thường của mình rất nhiều. Vì tham gia nhiều lĩnh vực nên Thư Sướng càng bận rộn, ít khi có thời gian hàn huyên cùng bạn diễn, nên cô không có nhiều bạn bè cả ở trong và ngoài giới. Cùng lứa với Lưu Dực Phi nhưng Thư Sướng không có được sự ủng hộ của gia đình và sự chăm sóc đặc biệt của giới truyền thông. Cô cũng không có người đại diện chính thức mà thường tự liên hệ, đăng ký lịch quay hay giờ biểu diễn tại các sân khấu ca nhạc. Sau giờ diễn, cô thường đón xe về căn trọ nhỏ của mình, cầm cuội chuẩn bị bài vở hay lên lịch cho những ngày làm việc tiếp theo. Cuộc sống cứ diễn ra đều đều như thế, khi nào có buổi lễ ra mắt hoặc những ngày có lịch quay, mọi việc mới thay đổi đôi chút. Tuy nhiên là người rất nghiêm khắc với bản thân, nên dù lịch làm việc có xích sao thế nào, Thư Sướng vẫn đảm bảo thời gian học tập và trả bài với các giáo viên trên mạng. Cô thừa nhận mình sợ cô đơn nhưng vẫn phải chịu cảnh cô đơn. Thời gian lên lớp, tham gia biểu diễn, đi cùng đoàn làm phim đã khiến cô không hề có thời gian cho riêng mình. Không người nào hiện nay đủ kiên nhẫn để hẹn hò với tôi. Thư Sướng nói giọng buồn bã nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh, ánh lên vẻ tinh nghịch. Tuy vậy nhưng tất cả các cô gái khác ở lứa tuổi của mình, Thư Sướng vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai. Cô tin tưởng sau khi ra trường sẽ tìm thấy một công việc ổn định, một công việc văn phòng hay tổ chức sự kiện cho một công ty nào đó cũng là điều cô tính tới. Ước mơ lớn nhất của Thư Sướng là có một gia đình hạnh phúc và chắc chắn để con đường đó bước dài, cô cần có người đồng hành đáng tin cậy.